Chào các bạn, những ngày qua mình nhận được khá nhiều yêu cầu về việc làm một video phân tích sự trỗi dậy của hư không sắp tới trong Liên minh huyền thoại. Thực ra mình định để dành sang năm sẽ nói về vấn đề này, nhưng thôi có lẽ mình sẽ phân tích luôn trong thời điểm này. Từ giờ đến hết tháng 12 cũng không còn sự kiện gì liên quan đến cốt truyện nữa, nên đây sẽ là video tổng kết năm 2023 và nói về những gì sẽ đến trong năm 2024. Vì là tổng kết cả năm nên chúng ta không chỉ nói về hư không mà còn rất nhiều thứ khác nữa. Chúng ta sẽ điểm lại những tướng mới tham gia vào vũ trụ Runeterra, sự đóng góp về mặt cốt truyện của họ. Chúng ta điểm lại những game offline đã ra mắt trong năm nay và đánh giá chất lượng của từng game. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ nói về định hướng mới trong cách kể chuyện của Riot, về dự định viết lại cốt truyện, về việc bộ phim Arcane giờ đã ở cùng vũ trụ với game. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ nói về những gì sắp diễn ra trong thời gian tới. Nội dung thì khá dài, nhưng mình sẽ cố gắng làm ngắn gọn nhất có thể. Rồi không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính thôi. Năm 2023, chúng ta có 4 vị tướng mới: Milio, Naferi, Brya và Wei. Nhìn nhận về mặt tổng quan thì các tướng trong năm nay khá là nổi bật và có rất nhiều điều để nói đến. Milio là tướng ít được chú ý nhất. Cậu bé ngự hỏa sư của Isto này ra mắt vào tháng 3. Một hỗ trợ với lối chơi thuần túy là một thuật sư đi theo búp cho đồng đội. Mình không rõ là vị tướng này có thực sự được chơi nhiều kể từ lúc ra mắt hay không, nhưng có vẻ như ở các giải đấu thì Milio chưa được để mắt đến. Về mặt cốt truyện, Milio mở rộng thêm một chút về Isto, vùng đất vốn đã bị ghẻ lạnh ruốt từ lúc ra mắt. Chúng ta biết rằng thủ đô của nó là Izalkan, một thành phố biệt lập giữa muôn trùng cây cối, rừng rậm, giữ nó cách xa mọi nền văn minh khác. Nhưng Isto là một vùng đất rộng lớn, và mỗi ngôi làng nằm sâu trong các khu rừng chính là một phần của vương quốc này. Milio đến từ một ngôi làng như thế, một nơi cách xa thủ đô, xa xôi đến mức nằm ở vùng biệt lập nhất của vương quốc này. Câu chuyện của Milio cũng là nền tảng để chúng ta tiếp tục khám phá Isto. Bởi vì trong năm qua, Nidalee và Nico cũng được đưa vào huyền thoại Runeterra, mở rộng thêm những góc khuất của thế giới này. Và tiếp đến, đầu năm sau, Skarner cũng được làm lại và chuyển hộ khẩu qua Isto. Lúc đó sẽ còn nhiều thứ hơn để nói về vùng đất này. Sau Milio, chúng ta lại đến với một vị tướng khác là Naferi. Đây chính là tướng được mong chờ nhất trong năm 2023 và thậm chí là trước đó nữa, bởi vì cộng đồng rất yêu thích Darkin và mong muốn được thấy nhiều tướng hơn nữa. Naferi có một thiết kế rất độc đáo và đột phá. Lần đầu tiên có một Darkin ký sinh trong một bầy đàn và tất cả đều là Naferi. Ngay cả đoạn phim nói về vị tướng này cũng rất ấn tượng đối với mình. Tuy nhiên đổi lại, cốt truyện lại gây nhiều thất vọng ngay từ lúc mới được công bố. Naferi được cho là Darkin hùng mạnh nhất, kẻ suýt chút nữa đã đánh bại được các đồng loại khác trong đại chiến Darkin. Tuy nhiên cách mà Riot làm điều đó lại rất thiếu thuyết phục. Naferi không được xây dựng một câu chuyện nào để miêu tả về cá nhân cô ta, để người chơi hiểu được tính cách của nhân vật này, cách cô ta kết nối với phần còn lại của giống loài mình. Đó là chưa kể những hạt sạn to đùng, như việc một vũ khí Darkin lại bị chó cắn vỡ. Tuy rằng nó đã được chỉnh sửa lại đôi chút, nhưng đó vẫn chỉ là sự chữa cháy mà thôi. Phải khẳng định rằng Naferi thực sự khiến người chơi cảm thấy khá là thất vọng. Sau đó chúng ta có Brya, một vị tướng Macaron mới góp mặt vào Liên minh. Cần phải nói rằng Brya là một sản phẩm phụ của Naferi, bởi cơ chế mất kiểm soát của nhân vật này vốn được xây dựng cho Naferi, nhưng sau đó đã bị loại bỏ và những người thiết kế Brya đã tận dụng lại. Ngay khi chưa ra mắt thì Brya đã gây nên một cơn sốt khi tạo hình của nhân vật này được leak ra ngoài. Sau đó có một drama nhỏ về việc thân hình của cô khá gợi cảm, khiến cả nhân viên Riot cũng không muốn game thủ quá chú tâm vào điều đó. Về mặt cốt truyện, Brya hé lộ thêm một chút về hội Hoa Hồng Đen, liên kết nó với thời đại cuối cùng của nhà độc tài Boram Darkwill. Tuy vậy, sự ảnh hưởng của nhân vật này lên câu chuyện tổng thể của Noxus vẫn là một câu hỏi. Với mình, vai trò của Brya ở Noxus hiện tại khá giống với Annie, chỉ là một cô bé đang lang thang và khám phá sức mạnh của mình mà thôi. Cuối cùng chúng ta có Wei, một pháp sư hòa sĩ ở Ionia, vừa bước chân vào Liên minh huyền thoại. Đây được kỳ vọng là một vị tướng có độ khó cao, mang lại nhiều hướng chơi outplay đối thủ và là một con bài rất tuyệt trong tay các cao thủ, dù rằng nó cũng dính nhiều ý kiến khen chê khi bị cho là nhái theo một hero khác trong Dota 2. Tuy vậy, về mặt cốt truyện thì đây lại là tướng thất vọng nhất trong năm nay, ít nhất là đối với mình. Wei gần như chẳng liên quan gì đến bức tranh toàn cảnh của Runeterra nói chung và Ionia nói riêng, ngoài mối liên kết với Xin, vị tướng vốn được yêu thích rất nhiều trong Liên minh huyền thoại. Thậm chí địa điểm mà Wei xuất hiện thậm chí còn không có mặt trên bản đồ Ionia. Dù sao cũng phải thông cảm vì người viết truyện cho tướng mới cũng là một người hoàn toàn mới, nên có lẽ chưa thể cho phép họ can thiệp quá sâu vào cốt truyện của cả vũ trụ. Đó là 4 tướng mới góp mặt trong năm 2023. Ngoài ra cũng phải kể đến rất nhiều nhân vật phụ đã có mặt cùng với những đợt cập nhật của huyền thoại Runeterra mà mình chưa có dịp giới thiệu. Trong năm sau, chúng ta sẽ còn tiếp tục cùng nhau trải nghiệm nhiều câu chuyện khác ở vùng đất viễn tưởng này.
Bây giờ chúng ta lại nói về những game offline mà Riot đã ra mắt trong năm 2023. So với hai game Ruin King và Hextech Mayhem phát hành trước đó, năm nay Riot đã làm việc năng suất hơn nhiều. Họ cho ra liên tiếp 3 game, bao gồm The Massacre, Conversion và Song of Nunu. Đánh giá một cách tổng quan thì cả ba tựa game này đều có chất lượng rất tốt. Đó là mình nói về mặt cốt truyện, chứ không phải là gameplay hay đồ họa. Đầu tiên, The Massacre đưa chúng ta theo chân Silas trên hành trình trả mối thù bị hành hạ suốt 15 năm trong nhà ngục của Demacia. Mình đánh giá đây là game khá nhất trong cả ba game. Nó cho Silas một sự phát triển về mặt tính cách rất tốt khi có một nhóm pháp sư kháng chiến đi cùng hỗ trợ và giúp anh ta hiểu rõ hơn con đường phục thù của mình, sự nguy hiểm của việc đắm chìm trong hận thù. Leilani là một nhân vật rất tuyệt vời, giúp chúng ta thấy được chiều sâu cốt truyện, rằng ở Demacia có những người luôn sáng suốt, có thể trở thành chỗ dựa cho tất cả mọi người. Silas sau cùng cũng trả được thù, giết chết Lord Elred, thủ lĩnh của các Maesicker, nhưng hóa ra nó cũng chẳng dẫn đến đâu cả, và anh ta có thể sẽ mãi chìm đắm trong vòng xoáy của sự trốn chạy và trả thù không ngừng. Nhưng sau cùng, chính sự hy sinh của Leilani đã mang đến một ngã rẽ khác, thức tỉnh cho Silas và đưa Demacia đến một thời kỳ mới, thời kỳ họ chấp nhận các pháp sư ở một chừng mực nào đó. Đáng tiếc là ở kết game, những người viết kịch bản buộc phải đưa Silas theo một khuôn khổ đã được xây dựng trước đó, buộc anh ta phải tiếp tục cuộc kháng chiến chống Demacia cho đến khi lật đổ hoàn toàn tầng lớp quý tộc. Dù sao, The Massacre vẫn là game có cốt truyện sâu sắc nhất trong năm nay. Tiếp đến, chúng ta có Conversion ra mắt vào giữa năm, đưa chúng ta đến Zorn để theo chân Echo trên con đường ngăn chặn một cuộc chiến tàn khốc nổ ra trong tương lai. Trên hành trình này, Echo biết thêm về một thứ gọi là hợp chất Syntixi, thứ cũng giống như Hextech nhưng bất ổn hơn rất nhiều. Nó chính là nguyên nhân gây ra cuộc chiến trong tương lai, khiến cho phiên bản lớn tuổi hơn của cậu phải trở về quá khứ để ngăn chặn. Và sau cùng, Echo tương lai lựa chọn một giải pháp cực đoan là kích nổ toàn bộ Syntixi ở giữa hai thành phố để phá hủy cội nguồn của cuộc chiến, bất chấp việc nó gây ra thiệt hại lớn về người. Có thể thấy rằng, cách xây dựng nội dung câu chuyện của Conversion không mới, và câu chuyện của game chỉ có tác dụng giúp chúng ta hiểu sâu hơn về sự xung đột của hai thành phố, mối quan hệ rắc rối giữa các hóa chủ, các gia tộc và cuộc sống khó khăn của người dân ở Zorn. Chúng ta cũng biết thêm về danh tính của cha ruột Orianna, rồi một màn cameo nho nhỏ của Warwick và Jinx. Nội dung và cái kết của Conversion không thực sự đột phá và để lại nhiều ấn tượng, nhưng nó giúp phát triển thêm cho nhân vật Echo. Trải qua nhiều chuyện, cậu hiểu được trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh để xây dựng thành phố ngầm trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Cậu cũng tạo được liên hệ với Camille, một trong những người quyền lực nhất ở Piltover, để cùng nhau giải quyết những vấn đề phát sinh trong tương lai. Điều này khá là quan trọng, đặc biệt là với các thay đổi mà mình sẽ đề cập rõ hơn trong phần sau. Cuối cùng là Song of Nunu, từ game mới ra mắt vào tháng 11 vừa qua. Mình cũng đã có video tóm tắt cốt truyện của game rồi, và phải nói rằng đây là một game khá tròn vai. Nếu không muốn nói rằng nó hoàn toàn thỏa mãn về mặt nội dung, nếu như bạn chỉ muốn tìm kiếm một trải nghiệm cốt truyện. Theo chân cậu bé Nunu trên hành trình tìm kiếm người mẹ đã mất của mình, game dẫn chúng ta đi khám phá nhiều địa điểm khác nhau của Freljord, khai mở những bí mật về nguồn gốc của chân băng, thứ có thể phong ấn Watcher, mối đe dọa khủng khiếp nhất của Runeterra. Thật lòng mà nói thì mình đã hy vọng là game khai thác sâu vào một câu chuyện cảm động của Nunu với mẹ mình, nhưng thay vào đó, câu chuyện của game mang tính vĩ mô hơn. Nó thiết lập trước cho sự trỗi dậy trong tương lai của những thế lực khủng khiếp và Nunu là chìa khóa để Freljord đoàn kết chống lại chúng. Game cũng khai mở thêm về con người thật sự của Lysandra, một nhân vật bí ẩn và có vẻ tàn độc, nhưng lại đang làm những điều đúng đắn nhất để giữ cho Runeterra được an toàn. Chốt lại năm 2023, Riot đã hoàn thành tốt việc mở rộng câu chuyện về thế giới giả tưởng của họ thông qua các game offline. Trong năm sau, ít nhất chúng ta sẽ có Bandotel, một game nông trại pha trộn nhập vai lấy bức cảnh thành phố Bando của tộc Yodo, và vẫn còn nhiều vùng đất khác trên Runeterra chưa được xây dựng game riêng như Noxus, Targon, Surima, Istor, Ionia, nên chúng ta sẽ còn nhiều thứ để trông chờ ở phía trước. Vấn đề còn lại, mình chỉ hy vọng rằng Riot sẽ nâng cao chất lượng đồ họa hơn nữa, để khiến cho vũ trụ Runeterra chân thật nhất có thể. Vâng, trong suốt vài năm qua hẳn là các bạn đã nghe nhiều những lời than phiền về vũ trụ cốt truyện của Riot Games, và chính các bạn cũng cảm thấy phiền lòng khi theo dõi những phần cốt truyện đôi lúc dẫm chân lẫn nhau, tạo ra những lỗ hổng lớn. Đội ngũ Riot cũng biết điều đó, và họ đã nỗ lực khắc phục bắt đầu từ bây giờ cho đến nhiều năm tới. Riot đã thành lập một chi nhánh gọi là League Studio. Nó là sự hợp nhất của hai phần Thematic Dev và Gameplay Narrative, tức là thiết kế chủ đề và kịch bản trò chơi. Trong chi nhánh này, nhóm cốt truyện do Laurier Golding làm giám đốc phụ trách. Đây là một trong những nhân viên kỳ cựu nhất đã từng tham gia xây dựng vũ trụ cốt truyện của Liên minh Huyền Thoại từ những ngày đầu,
họ sẽ phụ trách việc phát triển những câu chuyện của Runeterra trong thời gian tới. Mục đích của việc này là tạo ra những câu chuyện nhất quán, tránh trường hợp thiếu sự thống nhất về diễn biến lẫn xây dựng nhân vật. Một trong những vị trí quan trọng ở mảng cơ cấu là Laura Dijon, trước đây là giám đốc nghệ thuật của Liên minh Huyền thoại, và giờ cô ấy sẽ giữ vai trò trưởng nhóm sáng tạo thương hiệu, phụ trách việc phát triển vũ trụ Liên minh. Laura tái định hướng cách kể chuyện của game như sau. Đầu tiên đó là tạo ra một quy chuẩn chung về cách kể chuyện, bảo đảm tính nhất quán trong việc tạo ra và phát triển một nhân vật phản ánh qua mọi sản phẩm của Riot. Dù được viết bởi nhiều tác giả khác nhau hay là những sản phẩm khác nhau như video, comic hay game offline v.v. thì phải phản ánh tinh thần chung của nhân vật. Lấy ví dụ như Rengar, trong cốt truyện thì rất ngầu, nhưng trong sự kiện về bên ánh sáng lại trở thành một con mèo ngu ngơ đóng vai trò chọc cười cho người chơi. Họ sẽ không cho phép những thứ ngớ ngẩn như thế này xuất hiện một lần nữa. Tiếp đến là tạo ra một sợi dây liên kết cho cốt truyện để mọi thứ diễn ra hợp lý và đáng chờ đợi hơn. Nó có nghĩa là mỗi khi bắt đầu một sản phẩm mới, đội ngũ cốt truyện sẽ soi xét lại xem các mối liên kết giữa các nhân vật và cố gắng kết nối để tất cả trở thành một bức tranh chung thống nhất hơn. Thực tế thì cách viết truyện của Riot trong thời gian qua cũng hơi máy móc. Điển hình như việc đôi lúc họ cố viết một truyện ngắn cho một vị tướng nào đó, mà câu chuyện đó chỉ đóng vai trò làm rõ về bản chất, tính cách của nhân vật, nhưng nó không kết nối với phần còn lại của vũ trụ. Nghĩa là đọc chỉ cho biết thôi, chứ nó chẳng dẫn đến đâu cả. Laura muốn mọi sản phẩm đều khiến người đọc muốn theo dõi, và họ sẽ kỳ vọng về sợi dây kết nối câu chuyện đó với những sự kiện lớn hơn trong tương lai. Thứ ba là họ sẽ thay đổi phương thức kể chuyện, hạn chế truyện ngắn, thay vào đó là các phương pháp khác. Phải nhìn nhận là rất ít người chơi chịu khó đọc truyện, bởi vì phần lớn truyện do Riot viết thì nội dung dài gấp 2, gấp 3 lần so với độ dài kịch bản một video của mình, có khi gấp 10 lần, do đó phần lớn người chơi Liên minh không đọc. Ngoài ra, các câu thoại tương tác trong game cũng có thể sẽ bị cắt giảm đi nhiều, bởi vì thực sự thì chúng không được để ý đến trong game. Bạn cũng thừa hiểu là chơi game, ai mà rảnh để ý đến các tương tác này đâu. Những người quan tâm thì lên YouTube xem thôi. Thay vào đó, Riot sẽ dùng những phương pháp khác để kể chuyện, thông qua các đoạn phim, các cinematic và thông qua chính trò chơi chúng ta chơi hàng ngày. Một trong số các ví dụ về cách kể chuyện mới là hệ thống nhiệm vụ của tướng, thứ sẽ có trong tiền mùa giải 2024. Nói đơn giản thì nó khá giống với nhiệm vụ đối đầu giữa Rengar và Khajiit. Người chơi sẽ nhận được thông báo cùng với một phần thưởng nhỏ và các mô tả liên quan đến cốt truyện. Như thế, những người không đọc truyện cũng có thể biết sơ về những gì đang xảy ra. Như mình có giới thiệu, chúng ta sẽ thấy Jin và Quay đối đầu với nhau, thấy cuộc chiến giữa Zed và Sen và màn đối đầu tương tàn giữa Nysus và Renekton. Đó chưa phải là tất cả đâu. Riot sẽ còn đưa vào dần dần trong các bản cập nhật về sau. Mất đi các truyện ngắn là điều đáng tiếc, vì sự sâu sắc của truyện ngắn còn hơn cả các đoạn phim nữa. Nhưng bỏ đi thứ ít người quan tâm, để làm thứ được nhiều người biết đến cũng là một điều nên thử. Cũng trong định hướng của Laura Dijon, cô sẽ đưa tất cả mọi thứ về một vũ trụ xe canon duy nhất để bảo đảm tính nhất quán cho những người theo dõi. Nó sẽ được gọi là vũ trụ cốt truyện gốc, bao gồm các game offline, huyền thoại Runeterra và bộ phim Arcane. Như chúng ta đã biết, các game offline được sản xuất từ Riot Forge là một cách để khai thác sâu hơn vào phần cốt truyện của Runeterra, mang nó đến cho những game thủ ít hoặc không chơi Liên minh Huyền thoại. Lẽ dĩ nhiên, toàn bộ nội dung của game sẽ xảy ra trong vũ trụ gốc và có ảnh hưởng mạnh mẽ lên dòng thời gian chính. Huyền thoại Runeterra là game thẻ bài cũng lấy bối cảnh vũ trụ chính, với mục đích mở rộng hơn nữa thế giới trong game, mang đến cho người chơi những nhân vật, những câu chuyện mà Riot không có đủ thời gian để đưa vào trong Liên minh Huyền thoại. Từ game này đã làm tốt việc giúp chúng ta tưởng tượng một cách sâu sắc, chính xác về những vùng đất trong thế giới Runeterra. Điểm đặc biệt là các lá bài trong huyền thoại Runeterra lấy mốc thời gian từ quá khứ đến tương lai, đôi lúc lại mở ra nhiều hướng khác nhau, khiến cho người chơi cảm thấy lẫn lộn. Điển hình như việc tới tận bây giờ, chúng ta vẫn thấy phân vân không biết thật sự thì đại chiến Darkin lần thứ hai có diễn ra hay không, và nó xảy ra trong thời điểm nào. Laura muốn chỉnh sửa lại một số chi tiết của game để nó phù hợp và dễ hiểu hơn, không tạo ra những rắc rối hay lỗ hổng nào. Ngoài ra, cô cũng sẽ làm việc với đội ngũ sản xuất Project L, game đối kháng với các vị tướng trong Liên minh, để xem có cách nào mang từ game này vào trong vũ trụ xe canon mới của cô hay không. Dĩ nhiên, Project L cũng có cốt truyện, và mình đoán rằng nếu chúng được đưa vào chung vũ trụ, thì game sẽ có chế độ story, và chúng ta vào vai từng vị tướng để giao chiến với những đối thủ có duyên nợ trong cốt truyện. Hiện tại vẫn chưa biết được liệu tựa game này có được đưa vào canon hay không. Và cuối cùng, bộ phim hoạt hình Arcane cũng sẽ được mang về chung vũ trụ gốc. Trước đây Riot đã nói rằng bộ phim này tách biệt so với vũ trụ của game. Tuy nhiên, với định hướng mới của Laura Dijon, cùng với việc sức hút của Arcane có thể giúp phát triển Liên minh Huyền thoại và cốt truyện game, thì việc đưa hai vũ trụ này nhập vào làm một là điều dễ hiểu và hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cần phải nói rằng Arcane có khá nhiều thứ chưa ăn khớp với cốt truyện gốc. Chẳng hạn như trong game thì Piltover và Zorn bị chia cắt bởi một thảm họa địa chất,
nhưng khi lên phim thì có vẻ như các biên kịch đang hướng nó đến sự kiện chiến tranh cổ ngữ. Do đó, để có thể tránh được những lỗ hổng, bắt buộc những người viết truyện phải điều chỉnh và kiểm soát thật kỹ mọi chi tiết, chúng ta sẽ có thêm nhiều lý do để khám phá về Piltover và John trong khi chờ đợi mùa 2 của Arkane sẽ ra mắt vào cuối năm 2024. Tiếp theo là một dự định khác mà Laura cùng đội ngũ của mình sẽ thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo, đó là viết lại cốt truyện của một số phần trong vũ trụ sao cho tất cả ăn khớp với nhau và phù hợp với những yêu cầu của bối cảnh mới. Điều này là để cải tạo lại những mớ rắc rối cũ, những thứ khó hiểu để tạo ra sự nhất quán. Một trong những điều quan trọng mà họ sẽ làm đó là viết lại toàn bộ cốt truyện liên quan đến Hextech để giống với nguồn gốc của loại tinh thể này trong Arkane. Mặc dù trong phim, nguồn gốc của Hextech vẫn chưa được xác định, nhưng với những gì mà Raoul đã nói, chúng ta có thể hiểu rằng loại tinh thể này sẽ không còn dính dáng gì đến loại Bracken nữa. Có thể nguồn gốc thật sự được hé lộ trong mùa 2 và khả năng cao sẽ liên quan đến cách mà Piltover liên kết ma thuật vào khoa học của họ. Và với động thái này, tất cả những vị tướng dính đến nguồn gốc của Hextech như Kermil, Scanner, Seraphine đều sẽ được viết lại cốt truyện. Điều này nếu nhìn nhận một cách khách quan thì nó sẽ tốt cho cả chúng ta lẫn Riot. Thành thật mà nói thì chúng ta ai cũng mệt với việc lên án sự lấp liếm, chắp vá của Riot khi viết cốt truyện cho Seraphine, mà họ thì lại không thể nào biến vị tướng này trở thành một nhân vật phản diện, một kẻ giả tạo được. Vốn dĩ ngay từ đầu, Seraphine được tạo ra để trở thành một nàng thơ cho các game thủ, một waifu trong thế giới ảo với đủ mọi sự đáng yêu và trong sáng. Điều đáng trách là nhân viên viết cốt truyện đã không xây dựng được nhân vật theo hướng đó, mà nhiều khả năng là không đọc lại đặc điểm về Hextech vốn được các nhân viên khác viết từ trước. Khi Scanner được làm lại vào đầu năm sau, vị tướng này sẽ được đưa vào vùng đất Istor, nơi loài Bracken đóng vai trò như những tinh linh đất cổ đại. Mà mình cũng không biết là chủng tộc Bracken có còn hay không nữa, khi tinh thể Hextech không còn nằm trên người của loài này. Có lẽ cốt truyện Scanner giờ sẽ gắn liền với các loại nguyên tố của Istor, bởi vì vùng đất này là nơi của ma thuật nguyên tố mà. Và bởi vì Hextech không còn nằm ở loài Bracken nữa, nên những thứ bị than phiền về cốt truyện của Seraphine cũng sẽ không còn. Chúng ta sẽ không phải cảm thấy khó chịu với một vấn đề không thể giải quyết ở nhân vật này nữa. Kiểu như bạn không thể yêu nhân vật này, mà Riot cũng không muốn bạn ghét cô ta. Thế nên sự thay đổi này là cần thiết. Cùng với đó, Kermil cũng sẽ được sửa lại, bởi chúng ta biết rằng gia tộc Feroz đã khai thác loài Bracken để lấy Hextech. Nhưng giờ có khả năng họ sẽ dùng một cách khác để sở hữu và phân phối độc quyền loại tinh thể này. Có thể họ sẽ bào chế ra nó giống như kiểu Syntaxi được tạo ra ở game Conversion vậy. Và đó chứ phải là thay đổi duy nhất. Laura Dion và đội ngũ của mình sẽ chỉnh rửa nhiều thứ khác, nhưng không phải làm một lần mà mọi thứ sẽ diễn ra từ từ, trong thời gian dài, để cuối cùng có một vũ trụ mới thống nhất hơn. Phải nói thẳng một điều là cho tới hiện tại, mình vẫn chưa biết sự kiện lớn tiếp theo của Liên minh Huyền thoại là gì. Mặc dù mình cho rằng khả năng cao nó vẫn là hư không, nhưng chắc chắn rằng điều này sẽ không xảy ra trong năm 2024, bởi vì Riot đã khẳng định như vậy. Mình cũng hoàn toàn ủng hộ điều đó, thậm chí nó cũng không cần phải diễn ra trong năm 2025 đâu. Hư không là một thế lực lớn và nó cần phải được chuẩn bị chu đáo, tránh việc làm vội vàng rồi chất lượng chả ra làm sao. Hãy nhớ lại xem, Riot đã xây dựng một câu chuyện thống nhất xuyên suốt một thời gian dài, từ năm 2018 đến 2021, từ lúc Senna bị Thresh bắt giam, Lucian lên quần đảo bóng đêm để tìm kiếm, cứu được Senna, thông qua đó biết về Viego, cùng lúc thêm một tuyến truyện của Yasuo và Ahri ở lễ hội Hoa Linh, dẫn đến việc họ cùng nhau đến Billwater, gặp gỡ thêm Pai, Brom, Illaoi, Miss Fortune, rồi họ đến quần đảo bóng đêm, đánh bại Gangplank và Viego. Rồi sau đó, Thresh lại đánh thức Viego một lần nữa, dẫn đến đại suy vong, Lucian và Senna tập hợp các nhóm ở khắp nơi trên Runeterra nhằm ngăn chặn hắn. Đó là mình mới chỉ kể tóm tắt và bỏ bớt một số nội dung bên lề. Dù được xây dựng sâu như vậy, nhưng cuối cùng chuỗi sự kiện này vẫn vấp phải những chỉ trích. Mặc dù phải nói rằng, về tổng thể Riot đã làm rất tốt, rất sâu sắc, nhưng sự kết thúc của sự kiện khiến game thủ khá hụt hẫng đã khiến cho mọi thứ không như mong đợi. Thêm nữa, lần đầu làm một sự kiện lớn nên họ không làm chủ được tình hình và mọi thứ trở nên rất lộn xộn. Điển hình như tiểu thuyết Ruination và tựa game Ruin King đáng lẽ phải được ra mắt trước khi các sự kiện trong game bắt đầu thì lại bị trễ thời hạn đến cuối năm 2021 và 2022 thì mới được tung ra, dẫn đến việc chúng không còn được game thủ đón nhận và dòng thời gian cũng trở nên lộn xộn, khó hiểu. Còn với hư không, chúng ta có gì? Sự xuất hiện của ngôi làng Solan lôi kéo con người tới đó và làm mồi cho hư không. Kai'Sa tìm đến chỗ này, đi vào lòng đất, đụng độ với Belved. Belved yêu cầu Kai'Sa hợp tác, đi lên phía bắc để tìm hiểu về Watcher, giúp nó tiêu diệt kẻ thù hung mạnh này. Cùng lúc đó, tại Freljord, các á thần đang dần lộ diện. Chị em Hải Cẩu ban sức mạnh cho Udyr, chân băng bắt đầu tan chảy.
trái tim Manivia được trao cho Nunu. On và Volibear bắt đầu thức tỉnh sau thời gian dài ở ẩn. Lysandra nhận ra rằng Watcher sắp phá vỡ phong ấn. Bà ta quyết định giúp Nunu làm chủ sức mạnh của mình để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến. Đó là chúng ta chưa đề cập đến Solani và cuộc chiến tưng bừng của các Darkin, một chuỗi sự kiện chưa biết khi nào thì xảy ra. Mình nghĩ chừng đó vẫn còn lợi ích và nó cần phải được thiết lập thêm. Bây giờ thì nói về một số thay đổi của bản đồ Summoner's Rift. Bạn nhớ ở phía trên mình đã đề cập rằng game sẽ là một trong các phương tiện để kể chuyện trong định hướng mới của Riot hay không? Mình cho rằng việc thay đổi bản đồ cũng nằm trong mục đích này, giúp game thủ làm quen với sự ảnh hưởng của hư không để họ hiểu các khái niệm và sẽ không còn khó hiểu khi sự kiện thực sự diễn ra. Nói rõ hơn một tí này, đây là con Bellstrider, một sinh vật siêu hùng mạnh trong thời cổ đại của Freljord. Trên người nó có rất nhiều cánh tay rất dị hợm. Thực ra đây chính là thiết kế của Watcher trước đây, cho đến khi Riot quyết định thay đổi và cho Bellstrider làm một phần trong đội quân của Lysandra. Con Watcher thì có hình dạng mới, nhưng chi tiết về những cánh tay của chúng vẫn được giữ lại trong các truyện ngắn và hình ảnh. Lý do là khi vượt qua Runeterra, bọn Watcher nhìn thấy con người và chúng bắt chước theo hình dạng tay người. Ở Baron mới, chúng ta cũng thấy những cánh tay như vậy, và Baron cũng có khả năng tha hóa những sinh vật khác thành Voidborn, giống như các Watcher tạo ra bọn Voidborn như Vel'Koz, Cho'Gath, Rek'Sai, v.v. Mình cho rằng có lẽ Riot ám chỉ Baron chính là một Watcher, một cách liên tưởng về chúng trên Summoner's Rift. Với cách này, game thủ sẽ dễ nắm bắt và hình dung để chuẩn bị cho các sự kiện trong tương lai. Nhưng thật sự thì năm 2024 hay năm sau nữa cũng chưa phải là lúc nên mở ra cuộc chiến to lớn đó. Mọi thứ cần phải được thiết lập một cách kỹ càng. Chúng ta có một vị tướng Vastaya sắp ra mắt ở Freljord và hy vọng rằng câu chuyện sẽ được kết nối đến những gì đang diễn ra trên vùng đất này. Ngoài ra, mình cho rằng nên có một tựa game bắn súng hoặc phiêu lưu với nhân vật chính là Kai'Sa để làm rõ hành trình cô tìm cách chống lại cả Watcher và Belved. Nó sẽ khiến cho câu chuyện trở nên rõ ràng hơn, mạch lạc hơn và cũng thu hút người chơi hơn. Năm 2024, Riot sẽ có Arcane mùa 2 và họ cũng phải tập trung làm lại cốt truyện của Piltover và Zaun cho hợp lý. Đó là chưa kể những tựa game như Project L cũng sắp ra mắt. Họ sẽ rất bận rộn, thế nên đừng vội vàng làm gì cả, cứ thiết lập một cách từ từ, sao cho có chất lượng cao nhất là được. Chúng ta cũng có cả Bandotel, một game offline sẽ ra mắt vào năm sau, và còn nhiều game offline khác đang trong quá trình sản xuất, chẳng hạn như một tựa game về Surima đã được hé lộ nhưng chưa có thông tin chi tiết. Thế nên hãy cứ từ từ mà chờ đợi. Sắp tới, một cinematic hoành tráng chào đón mùa giải 2024 với sự có mặt của Aatrox để hâm nóng không khí lên rất nhiều. Đó là thứ để chờ đợi trong lúc này. Cuối cùng, mình xin phép dành một chút thời gian để nói về kênh của mình trong năm tới. Mình dự định sẽ mở chế độ hội viên với những video đặc biệt dành riêng cho hội viên cũng như làm các nội dung mà hội viên yêu cầu. Dĩ nhiên là mình vẫn sẽ làm những video miễn phí cho tất cả mọi người theo sát những diễn biến cốt truyện ra mắt trong thời gian tới. Mình chỉ tăng khối lượng công việc của mình nhiều hơn trong năm tới. Không biết các bạn nghĩ sao về điều này? Các bạn có muốn ủng hộ không? Và số tiền là bao nhiêu thì phù hợp? Hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.